Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dàn mặt Việt Nam và ASEAN, Trung Quốc đòi loại Mỹ trên Biển Đông. Bắc Kinh đang gây áp lực lên các nước láng giềng Đông Nam Á trước các cuộc đàm phán quan trọng về tranh chấp trên Biển Đông. Và một quan chức Bộ Ngoại giao cấp cao của Trung Quốc cảnh báo họ chớ ủng hộ các nỗ lực của Mỹ trong khu vực. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Triệu Huy, phụ trách các vấn đề châu Á, cho biết cuộc đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông sẽ được tái tục vào ngày 3 tháng 9 sau thời gian bị trì hoãn vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh các quan chức cấp cao của ASEAN và Trung Quốc dự cuộc họp về thực hiện tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông DOC tại Manila, Philippines vào ngày 26 tháng 10 năm 2018. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 2002 nhưng bị đình trệ do Bắc Kinh khăng khăng đòi loại trừ các quốc gia bên ngoài khu vực, một ám chỉ rõ ràng về Hoa Kỳ. Các quốc gia ASEAN ngày càng bị giằng co giữa các siêu cường đối địch trong bối cảnh ngày càng gia tăng nguy cơ xảy ra đối đầu toàn diện trong khu vực. Phát biểu qua video tại hội nghị hội thảo quốc tế do Bộ Ngoại giao Trung Quốc và một tổ chức tư vấn được nhà nước hậu thuẫn tổ chức vào hôm 2 tháng 9, ông La nói rằng Mỹ là gốc rễ của các vấn đề ở Biển Đông. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng những phát biểu cứng rắn của ông La Triệu Huy về Washington có thể phản tác dụng giữa lúc Bắc Kinh đang cố gắng giành sự ủng hộ từ các nước láng giềng vì ông không đưa ra bất kỳ phương cách mới nào để giải quyết quan ngại của họ. Cựu đại sứ Trung Quốc tại New Delhi cũng nhắm vào các đồng minh và đối tác của Washington ở Bắc và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là những người đã lên tiếng ủng hộ lập trường mạnh mẽ hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bắc Kinh về tuyến đường thủy, nhiều tranh chấp và những vấn đề nóng bỏng khác. Ngoài việc can thiệp vào Biển Đông, Mỹ đã thành lập Bộ Tứ, một chiến tuyến chống Trung Quốc còn được gọi là NATO thu nhỏ. Điều này phản ánh tâm lý chiến tranh lạnh của Mỹ. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông đã dẫn lời ông La nói, đề cập đến nhóm tứ giác do Mỹ cầm đầu gồm Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Trung Quốc không gây rắc rối, nhưng chúng tôi không sợ rắc rối. Cựu đại sứ Trung Quốc đáp lời của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Stephen Biegun vào hôm thứ Hai nói rằng Washington sẵn sàng mở rộng khối bốn nước ra với các nước cùng chí hướng. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng các chiến hạm Nhật Bản và Úc đang cùng diễn tập trên biển Philippines vào ngày 21 tháng 7 năm 2020. Ông Biegun nói khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương không có những cấu trúc đa phương mạnh mẽ như kiểu NATO hay Liên minh châu Âu. Năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói việc hình thành Bộ Tứ là nhằm đưa Trung Quốc trở lại vị trí thích hợp. Lập trường cứng rắn của Washington đối với các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Tại cuộc hội thảo vào hôm 3 tháng 9, ông La cáo buộc Mỹ đã lặp đi lặp lại các hành động khiêu khích và cố ép các nước trong khu vực chọn giữa phe Bắc Kinh và Washington. Mỹ đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình ở Biển Đông và toàn bộ khu vực. Họ là kẻ gây rối cho sự hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã dẫn lời cựu đại sứ Trung Quốc nói thêm như vậy. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt nạt láng giềng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào hôm 2 tháng 9 vừa qua cũng đã lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng việc bắt nạt các nước láng giềng mà ông nói là thể hiện rõ ở Biển Đông. Ngoại trưởng Pompeo nhắc tới việc Hoa Kỳ tuần trước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế visa với các cá nhân thực thể Trung Quốc chịu trách nhiệm cho chủ nghĩa đế quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đó, bao gồm các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của đồng minh Philippines và các nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản ứng về chỉ trích mới nhất này của Ngoại trưởng Pompeo, nhưng trước đây từng cáo buộc Mỹ đã cố tình khuấy động tranh cãi về chủ quyền lãnh hải cũng như phá hoại hòa bình và ổn định. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu ra vấn đề Biển Đông trong họp báo công bố việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thiết lập một cơ chế yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc phải được thông qua trước khi thăm các trường đại học và gặp gỡ chính thức các địa phương của Mỹ. Ngoài ra, các sự kiện văn hóa với các nhóm hơn 50 người do đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự Trung Quốc tổ chức bên ngoài phái bộ cũng sẽ cần phải được thông qua. Tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết ông nóng lòng gặp gỡ các đối tác của ASEAN, tức là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong cuộc gặp trực tuyến vào tuần tới. Chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận về nhiều vấn đề,
trong đó có COVID-19, Bắc Triều Tiên, Biển Đông, Hồng Kông và bang Rakhine ở Miến Điện, Ngoại trưởng Pompeo nói. Quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ nói Trung Quốc đã thao túng dòng chảy sông Mekong 25 năm, gọi đây là thách thức ngay trước mắt với ASEAN. Phát biểu tại hội thảo trực tuyến do Viện Hòa bình Mỹ và Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu ở Singapore đồng tổ chức vào hôm 3 tháng 9, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương David Stever nói về vấn đề dòng nước là một trong những xu hướng đáng lo ngại ở khu vực sông Mekong. Một thách thức đặc biệt cấp bách đó là việc Trung Quốc thao túng dòng chảy của sông Mekong vì lợi nhuận của chính họ với cái giá trả rất lớn. Ông Stever cũng nói, đồng thời cảnh báo gần đây ghi lại rằng Trung Quốc đã thao túng dòng chảy dọc sông Mekong trong 25 năm, với sự gián đoạn lớn nhất về dòng chảy tự nhiên trùng với quá trình xây dựng và vận hành các đập lớn. Theo trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, cuộc khủng hoảng đã tàn phá mùa màng, đe dọa an ninh lương thực và nước trong toàn khu vực này. Đây là hình ảnh cảnh xếp hàng chờ lấy nước ngọt ở Bến Tre, Việt Nam vào hồi tháng 3 năm 2020, khi cả nước máy lẫn nước sông đều mặn chát, tưới lên cây cũng sợ cây chết. Những điều này tiềm ẩn nguy cơ bất ổn rất lớn. Mỹ đang làm việc với các nước ở sông Mekong, Ủy ban sông Mekong và các đối tác quốc tế để đảm bảo lời kêu gọi Trung Quốc minh bạch dữ liệu nước được đáp lại, ông nói. Bình luận của ông Stever cho thấy rằng vấn đề có thực đưa vào một chương trình nghị sự diễn ra ở khu vực Đông Nam Á vào tuần tới. 10 ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ấn Độ Jahan Khan tuần tới sẽ tham dự hàng loạt cuộc họp trực tuyến gồm có diễn đàn khu vực ASEAN, ông Stever cho biết, và ông hy vọng các nước ASEAN sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói tập thể mạnh mẽ để thúc đẩy lợi ích. Ngoại trưởng Pompeo cũng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là thế lực nước ngoài gây đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và chế độ Trung Quốc chứ không phải Nga đang là thế lực nước ngoài có mối đe dọa lớn với người Mỹ, và Ngoại trưởng Pompeo nói hôm thứ Tư ngày 2 tháng 9 trên đài truyền hình Fox News như sau. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang mở rộng quân đội, họ đã xâm nhập vào Hoa Kỳ theo những cách thức mà Nga không làm được, và sức mạnh kinh tế của họ đã và đang được sử dụng thông qua các doanh nghiệp nhà nước và trợ cấp cho các công ty để phá hủy hàng chục nghìn công việc làm trên tất cả các khu vực trung tâm của nước Mỹ, và đó là hành vi không thể chấp nhận được. Ông nói tiếp, Tổng thống Trump sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta ngày nay đang hứng chịu virus Vũ Hán, thứ mà Đảng Cộng sản của Trung Quốc đã có cơ hội để làm chậm nó lại, ngăn chặn nó lây lan, thông tin cho thế giới về những gì đang diễn ra. Nhưng thay vì cung cấp cho chúng ta thông tin, họ đã che giấu nó. Hàng nghìn mạng sống đã mất và giá trị tài sản hàng tỷ đô la đã bị phá hủy tại Mỹ và trên khắp thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm mọi việc để đảm bảo rằng những điều như thế không lặp lại đối với Mỹ. Cũng hôm 1 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ mong muốn sẽ đóng cửa toàn bộ học viện Khổng Tử tại Mỹ từ giờ đến cuối năm. Ông cáo buộc các viện Khổng Tử do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đang tìm cách tuyển dụng gián điệp và cộng tác viên tại các trường đại học ở Hoa Kỳ cho chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Robert O'Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia. Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Robert O'Brien, gọi những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là lố bịch, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng chia sẻ. Ông Robert O'Brien cũng thông báo các cuộc gặp sắp tới với những người đồng cấp Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng trong khu vực. Ông Robert O'Brien nói rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi Việt Nam, Indonesia, Philippines và các nước Đông Nam Á khác tuyên bố một phần chủ quyền đã bị tất cả các nước lớn, tất cả các nước có biển đảo bác bỏ. Phát biểu của ông O'Brien được đưa ra trong một cuộc thảo luận trực tuyến giữa Paul, Phó Chủ tịch Trung tâm Scott Quest về chiến lược và an ninh của Hội đồng Đại Tây Dương, và tuyên bố của Trung Quốc đã bị một tòa án về luật biển bác bỏ, và bây giờ họ tham gia vào các cuộc tập trận quân sự ở những vùng biển mà họ coi là của mình. Ông O'Brien đã đề cập đến phán quyết vào năm 2016 của tòa án trọng tài La Hay, trong đó xác định Trung Quốc không có quyền lịch sử đối với Biển Đông. Hoa Kỳ sẽ không lùi bước so với các nguyên tắc lâu nay của chính mình rằng các tuyến đường biển trên thế giới và các vùng biển quốc tế phải được tự do đi lại. Điều này cũng tương tự như vậy với không gian và quyền trên không gian trên phận quốc tế. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết của tòa La Hay, cho rằng nó là không ràng buộc pháp lý. Ông O'Brien cũng cho biết các cuộc họp cấp cao của Bộ Tứ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đang được lên kế hoạch, và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp Ngoại trưởng của các nước này vào tháng 9 và tháng 10.
Đây là hình ảnh tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong 26 của Trung Quốc trong một sự kiện duyệt binh tại Bắc Kinh. Và mới đây, Trung Quốc đã phóng hai quả tên lửa tầm trung ra Biển Đông vào sáng ngày 26 tháng 8 nhằm gửi thông điệp cảnh báo Mỹ. Một tên lửa được xác định thuộc mẫu Đông Phong 26B phóng từ tỉnh Thanh Hải phía tây bắc Trung Quốc. Tên lửa còn lại thuộc mẫu Đông Phong 21D được phóng từ tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Ông O'Brien cũng nhắc đến hệ thống giám sát và tính điểm công dân ở Trung Quốc và cho rằng việc Mỹ phản đối Trung Quốc là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thách thức chủ nghĩa toàn trị mà Washington và các đồng minh đã thực hiện kể từ khi Thế chiến thế giới lần thứ hai. Bạn có một Đảng Cộng sản Trung Quốc là người thừa kế, Đảng Cộng sản Nga của Stalin, ông nói, họ có toàn quyền kiểm soát người dân của họ và hiện đang khai thác quyền kiểm soát đó ở những nơi như Hồng Kông, nơi họ vứt bỏ tuyên bố Trung Quốc và Anh và áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Họ đang bắt nạt Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, họ đang cố gắng bắt nạt Ấn Độ, ông O'Brien nói thêm. Điều đó sẽ khó khăn hơn đối với họ vì người Ấn Độ cũng không chấp nhận điều đó. Họ sẽ đứng lên bảo vệ chủ quyền của mình. Tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington về Biển Đông ngày càng leo thang kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu hoạt động cải tạo đất vào năm 2016 ở một số địa điểm ở quần đảo Trường Sa chiếm được của Việt Nam và xây dựng một thành phố mới trên một trong những hòn đảo Tam Sa trên đảo Phú Lâm. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đưa ra lời thách thức trực tiếp đối với các tuyên bố của Trung Quốc bằng cách gọi chúng là hoàn toàn bất hợp pháp. Mới đây, Trung Quốc đã bắn hai quả tên lửa vào Biển Đông để phản ứng vào việc mà Trung Quốc cho rằng Mỹ đã đưa máy bay do thám vào vùng biển cấm nơi Bắc Kinh đang diễn tập bắn đạn thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020 với bản tin Dàn mặt Việt Nam và ASEAN, Trung Quốc đòi lại Mỹ trên Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de